Chương 145. Lâu lắm rồi không đụng vào điện đóm, Âu cũng ngứa cái nghề. Không biết con nhỏ hậu đậu thế nào mà ra nông nổi này. Đèn sạc hiệu Vin Electronic này xịn và đắt tiền vô cùng, mất 60 phút cho một lần sạc, thời gian sử dụng liên tục lên đến gần 48 tiếng. Mà sao lại rơi xuống không bể hay vậy? Nó nằm trong hộp tủ, Giang tìm cái kẹp sách, lỡ tay kéo mạnh nên rơi hộp xuống đất luôn. May mà không vỡ, nhưng cắm điện thử thì không chạy, đèn không sáng. Chiều tối về ba mẹ biết thì mệt lắm. Sơn coi sửa giúp Giang được không? Tự nhiên giờ thèm chai C2 với mấy cái bánh bông lan ghê. Con nhỏ đứng dậy ngay lập tức, lẳng lặng ra ngoài, lên ga, phóng đi. Không biết làm vậy có quá đáng lắm không, nhưng thấy vui vô cùng. Tự nhiên không cần làm gì hết, cũng hết hiểu lầm, rồi còn hành lên hành xuống nữa. Thôi kệ, lỡ rồi thì thôi. Cái máy sấy chắc do va đập mạnh hay sao mà chỗ nút công tắc bị hở mạch một đoạn, dây điện rời ra, bảo sao ngưng hoạt động. Cái này thì dễ, chỉ cần vặn vít, nối mạnh lại là xong. Còn đèn sạc hiện đại quá, nãy giờ mở ra nhìn vẫn không biết nó hư chỗ nào. Mạch ổn, cắm thử sạc thì bật không sáng. Lạ thật, cắm thử 10 phút rồi thử lại xem thế nào cũng được. Gần nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy con nhỏ quay lại. Trong lòng tự nhiên thấy bất an, trên đường đi có gặp chuyện gì không nữa. Vừa cầm điện thoại lên, chưa kịp bấm số thì nhỏ gọi tới luôn. Alo, Giang ở đâu rồi? Tạp hóa gần đây mà đi đâu lâu vậy? Alo Sơn, cô Mơ đây. Để Giang nói con mượn cái máy sấy của cô hả? Đem qua giúp cô với, cô sấy tóc chuẩn bị đi đám cưới. Dạ con. Mẹ đưa đây con nói cho. Giang đây, Sơn mượn xong thì đem nhanh cho mẹ Giang nhé. Nãy đợi lâu quá Giang về trước rồi, nhanh nhé. Dạ rồi đó mẹ, mượn làm gì con cũng không biết luôn. Tôi đứng như trời trồng, mãi gần 2 phút sau bộ não mới kịp phân tích dữ liệu. Thì ra là nhỏ Giang bày trò, chắc tức tối vụ đòi nước C2 với bánh bông lan đây mà. Không biết bé Hiền có nhúng tay vào không, sao nghe mùi nghi nghi quá. Bây giờ cái đèn sạc chưa sửa xong thì sao đây? Vừa hậm hực chạy xe đến thì thấy nhỏ đã đứng sẵn trước cổng, trên tay là một bịch ni lông màu đen, gương mặt không có gì là đắc ý cả. Chẳng phải vừa lừa tôi một vố thiệt đau hay sao? Đây, nước nè, với bánh nữa. Nãy Giang mua nhưng mẹ gọi về hỏi máy sấy, bí quá làm vậy, xin lỗi nhé. Thật không? Thật, tại sợ mẹ la nên mới vậy. Nhưng còn cái đèn sạc, Giang gọi hỏi ba rồi, do cục pin sạc rời, để riêng nên bật không sáng là đúng rồi. Trời đất ơi. Thôi xin lỗi mà. Vào nhà không? Xin lỗi chuyện hôm bữa nữa. Thôi cảm ơn chai nước với mấy cái bánh, chiều gặp. Con nhỏ chuyển sang gương mặt hối lỗi, đứng đợi tôi quay xe mới vào trong. Riết rồi không biết mình là cái trò chơi trớ trêu gì của cuộc đời luôn. Trời nắng chang chang, lời được có chai nước với hai cái bánh bông lan mà còn mang tiếng nữa. Thôi, cơm lành canh ngọt lại là được rồi. Mình là đàn ông, không nên nói nhiều, kẻo bị dẫn ngược lại. Vụ án đó sao rồi? Sắp tìm được mấu chốt rồi. Nếu thuận lợi thì Sơn sẽ không phiền mọi người luôn. Chuyện dài lắm, khi nào gần đến đích, Sơn sẽ kể cho. Nhỏ Giang rủ xuống căng tin, nhắc lại vụ của bà Hương Liên, làm tôi sực nhớ. Còn 3 ngày nữa thôi là vong hồn bà quay lại rồi. Bây giờ sẽ trông đợi vào thông tin từ Vô Lượng. Hiện tại đã bắt đầu đi học thêm liên tục, tôi không thể nào đan xen đến đó thường xuyên được nữa. Sang năm lên 12 rồi, không nghiêm túc, bà má lại gạch tên ra khỏi gia phả và 1.000 m² đất bên nhà ngoại sẽ đi tông mà thôi. Ê Sơn, hè năm nay có tính đi thăm ông tác giả nữa không? Cũng được, nói vui chứ đừng làm phiền người ta quá. Vụ tìm tung tích coi như dừng rồi mà. Mà cũng tiếc đúng không Tính? Phải chi gặp được bọn họ thì hay biết mấy. Tao gặp Huy thì sẽ lên tuyếp giảm cân, còn mày? Lấy số Thảo rủ đi trà sữa. Chắc Thảo cũng 50 tuổi rồi đó. Nghĩ lại, thời gian qua như một chữ duyên lạ lùng, tôi như được bước đi từ thế giới này sang thế giới khác, một cách vô tình có tính toán của số phận. Gặp được những người chưa bao giờ nghĩ là có thật, liên kết họ với những thứ kỳ diệu ma mị tưởng chỉ có trong phim ảnh, rồi đột ngột dấn thân và trở thành một phần trong đó lúc nào không hay. Chỉ ước rằng nếu có chồng gai trắc trở, cứ đến lúc bọn tôi còn nhau
là đồng môn đồng đạo, để dù có nguy hiểm hay đổ máu cũng tự hào rằng trước lúc gục ngã đã từng đồng hành, gắn kết, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bởi vì gặp nhau đã là một đặc ân của đất trời. Sơn ơi, vong linh quay trở lại rồi. Hả? Được được, ở đâu vậy Quỳnh Trang? Ở tỉnh thất của thầy, Sơn qua ngay được không? Được, Sơn chạy qua ngay. Chương 146. Mấy ngày tiếp theo, đang trông ngóng tình hình mới trong sự sốt ruột, thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Quỳnh Trang. Tôi tức tốc phóng xe qua tỉnh thất mà quên mất cái cặp ở chỗ trung tâm học thêm, phải quay lại lần nữa để lấy. Cử đóng cửa lại giúp bọn ta. Cổng tỉnh thất đã mở sẵn, bên trong toàn bộ cửa của chính điện đều đóng kín. Hắc Nhân, Bạch Nhân thấy tôi xuất hiện liền gật đầu chào rồi nhờ đóng cổng lại. Chắc thầy đã dặn dò từ trước. Khói từ đâu cứ lai vãng qua sân, toàn thân cảm nhận rõ sự lạnh lẽo. Quỳnh Trang, thầy đâu? Thầy đang ở gian sau với vong linh. Sơn ngồi đợi ở đây nhé. Trang ra sau hỗ trợ thầy, chút nữa sẽ quay lại ngay. Đừng mở bất cứ cửa nào của chính điện. Sơn hiểu rồi. Quỳnh Trang đã đứng đợi sẵn ở cửa chính, chỉ tay cho tôi vào trong ngồi đợi, riêng mình ra gian sau. Trời đã tối hẳn nên cảm giác cứ thấy ma mị vô cùng. Tiếng máy tụng kinh hôm nay được mở to hơn. Nhang trên bát trước tượng Phật Quan Âm vừa được thắp, khói tỏa ra nghi ngút, hòa quyện với hương trầm ngào ngạt. Thầy nhờ cậu soạn giúp một bàn lễ. Ở đâu Hắc Nhân? Theo tôi. Hắc Nhân dẫn tôi vòng qua căn phòng kho sau lưng tượng Phật. Theo sự chỉ dẫn của âm binh, gần 15 phút sau, bàn lễ đã được sắp xếp tương tất đúng quy tắc. Tôi đứng xa ngắm nhìn thành quả một lúc thì nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng. Thầy và Quỳnh Trang đã xuất hiện, nhưng không thấy vong linh bà Hương Liên ở đâu. Thấy tôi, thầy khẽ mỉm cười trìu mến, rồi tiến tới thắp ba nén nhang, cắm vào bát để trên bàn thờ cúng. Hắc Nhân, Bạch Nhân ngay lập tức xuất hiện, báo cáo gì đó với thầy, rồi lần lượt ra ngoài đứng trấn ngay cửa chính. Đốt tiếp ba nén nhang, thầy tiến tới đứng trước tượng Phật, lầm rầm khấn, rồi đằng hắn giọng nói lớn: Mặc ni cho xuất vong linh. Dạ. Quỳnh Trang thả lá bùa đang cầm trên tay xuống. Vong linh bà Hương Liên đột ngột xuất hiện với thân thể hoàn toàn trọn vẹn. Âm khí tỏa ra phả lên bàn lễ đang nghi ngút khói. Từng đường nét thanh tao, gương mặt khác xa di ảnh, làm tôi có chút ngỡ ngàng. Lúc còn sống, chắc hẳn vẻ đẹp mặn mà này rất thu hút người đối diện. Quỳnh Trang, bây giờ sử dụng luôn thuật hồi dương quan hả? Đúng rồi Sơn. Nhưng mà dù âm khí của vong linh đã ổn định, Quỳnh Trang cũng phải qua nhà rồi đứng trước cửa phòng của bà ta mới hồi tưởng được chứ. Khi âm khí được hồi phục, vong linh vốn dĩ đã được thờ cúng đàng hoàng tại gia, nên Trang không cần đến đúng chỗ trước khi họ rút hơi thở cuối cùng nữa, trừ khi đó là những vong hồn vất vưởng. Sơn hiểu rồi, nhưng sao lại cho vong linh ẩn vào bùa làm gì vậy Trang? Là vì lúc từ huyền môn trở về, trái với thời điểm thông thường, thầy sợ có quỷ dữ hay vong hồn hợp mạng theo sau, phải dặn đóng toàn bộ cửa tỉnh thất, dẫn vong linh ra sau trú ngụ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Phía ngoài sẽ giao cho Hắc Nhân, Bạch Nhân trấn giữ, tiện thể đón Sơn đến luôn. Còn Vô Lượng đang ở cửa huyền môn kiểm tra lần cuối, giờ chắc đang ngồi hồi phục âm khí ở gian sau rồi. Thì ra là vậy, càng ngày càng học hỏi được nhiều khái niệm, thuật pháp và cách thức mới mẻ và thú vị về thế giới tâm linh. Sau này có dịp, chắc chắn sẽ thường xuyên sang diễn kiến thầy mới được. Còn rất nhiều điều mà tôi chưa kịp sáng tỏ. Vong hồn bà Hương Liên lúc này thân sắc đã tươi tắn hơn, ngồi chễm chệ ngay trước bàn lễ. Thầy đã quay lại, gật đầu nhìn Quỳnh Trang ra hiệu bắt đầu thực hiện hồi dương quan. Nhỏ thắp ba nén nhang, cầm chắc trên tay, tay còn lại chạm vào thân thể của vong linh, hai mắt nhắm nghiền, từ từ ngồi bệt xuống đất. Thầy an tọa trên tấm phản, mắt không rời đệ tử của mình. Mọi cử chỉ của Quỳnh Trang lúc này đều làm nhịp tim tôi đập nhanh hơn. Đang trong tư thế thiền định, bất thình lình nhỏ rùng mình thật mạnh. Vong hồn bà Hương Liên có chút hoảng hốt, nhưng thầy nhanh chóng trấn an bằng một cái gật đầu. Nhỏ đưa tay lên cao, bất ngờ vung thẳng xuống. Hành động chỉ dừng lại khi đầu nhang suýt chạm vào gáy của vong linh. Chính là Trần Minh, đánh vào đầu cô, dùng khúc cây ngắn để sẵn trong người. Đúng vậy, chính là hắn.
Hắn đã giết tôi. Quỳnh Trang bất ngờ nhắc về Trần Minh, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Vong Linh bà Hương Liên lập tức gật đầu đồng thuận. Lúc đó cô còn sống, thoi thóp, hắn đi ra ngoài một lúc thì cầm một cây sắt dài giống cây phơi đồ quay lại, gác ngang qua ô thông hơi trên cửa chính và đầu tủ. Tôi không biết, lúc đó tôi không biết gì cả. Hắn lục két sắt, không để ý tới tiền, tìm cái gì đó rất gấp gáp. Không đúng, rõ ràng toàn bộ số tiền trong két sắt đã bốc hơi. Chẳng lẽ Quỳnh Trang nhìn nhầm hay sao? Nói đến đó, vong hồn bà Hương Liên chưa thấy phản ứng, gương mặt hoang mang tột độ. Cô tắt thở, hắn nhét tờ giấy gì đó vào người rồi đóng cửa rời đi. Hả? Chương 147. Dứt lời, Quỳnh Trang bỗng dưng im bặt trong gần 2 phút trước khi choàng tỉnh. Đôi mắt lúc này đã đỏ hoe, nhìn chằm chằm về phía vong linh. Bà ta nhất thời cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Và đương nhiên cả tôi cũng vậy. Điều gì đã khiến Quỳnh Trang xúc động như vậy? Chưa kịp thắc mắc, con nhỏ đã tiến đến bàn thờ Phật Quan Âm, lấy nước dâng xoa vào lòng bàn tay rồi xoa quanh mặt. Thầy ơi! Không sao, mỗi khi sử dụng thuật hồi dương quan trong thời gian dài sẽ làm nước mắt chảy ra, mắt sẽ đỏ lên. Nếu không dùng nước trên bàn thờ Phật xoa dịu. Quỳnh Trang vẫn đang đứng xoay lưng, được chừng 2 phút thì quay trở lại. Đôi mắt có chút đỏ nhưng không đáng kể. Thầy tiến tới dập 3 nén nhang trên bàn lễ, nhờ tôi dọn dẹp gọn gàng vào kho. Cô có cất giấy tờ gì trong két sắt không? Tôi không nhớ nữa. Khi nghe Quỳnh Trang nhắc đến đó, vong linh có vẻ rất lúng túng, có chút khác lạ gì đó trong ánh mắt. Thái độ rất giống với lần giải bày khi trước. Làm sao có chuyện bà ta không nhớ được? Vong linh hãy cố nhớ lại xem. Nếu không hồi tưởng được sẽ khó khăn cho đệ tử của ta, cũng như đồng đạo trẻ tuổi này trong quá trình tìm ra hướng giải quyết. Quỳnh Trang, nhưng sau cùng hắn ta có lấy tiền không? Có, hắn ta tìm tờ giấy trước. Vì lúc mở két sắt ra, tiền đã hiện trước mặt, nhưng hắn không để tâm. Sau khi cất tờ giấy trắng đó đi thì mới lấy tiền. Nhưng Trang thấy chỉ lấy một ít thôi, không giống như báo là nói lấy hết, thấy toàn là tiền đô. Tôi nhớ rồi, đó là tờ giấy công chứng quyền sở hữu nhà đất, căn nhà mà hắn đang ở. Cô nói rõ ràng hơn đi. Căn nhà đó tôi với hắn góp tiền mua, nhưng hắn là người đứng tên trong sổ đỏ vì tôi sợ chồng mình phát hiện. Sau rồi cả hai mới đi công chứng một bản đồng sở hữu nhà đất có tên tôi, để lỡ sau này mua bán đầy đủ giấy tờ sẽ trơn tru thuận lợi hơn. Nếu nói trần trụi thì cũng một phần phòng hờ, chẳng may hắn có trở mặt hay hết yêu tôi thì cũng không thể ngang nhiên bán đi ngôi nhà đó được. Nói đến đây, tự dưng lại sực nhớ đến lời của ba. Nếu như không có chữ ký của người đồng sở hữu thì cho dù có đứng tên trong sổ đó cũng không thể toàn quyền tự do mua bán được. Chẳng lẽ nào đây chính là động cơ của hắn sao? Được rồi, để xem bà ta trả lời chuyện này như thế nào. Chuyện này để sau đi, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Chuyện này rất quan trọng, cô phải trả lời thành thật, bằng không mọi cố gắng sẽ trở nên công cốc. Được, tôi sẽ nói sự thật mà. Tôi muốn hắn phải bị quả báo, phải bị trừng phạt. Hắn với chồng cô và cô có mối quan hệ như thế nào? Hả? Tôi thuật lại toàn bộ sự việc lúc Trần Minh đến thắp nhang cho bà ta, rồi cùng chồng bá qua căn nhà số 4 đường Văn Tiến Dũng. Bà ta có vẻ đang rất sửng sốt, liên tục trợn mắt lên, nhưng không tin vào những gì vừa nghe. Cậu nói thật sao? Đúng vậy, toàn bộ là sự thật. Chính ta đã đích thân vào trong nhà và chứng kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ cũng như đối thoại của cả hai. Vô Lượng, ta đây, cậu mới đến sao? Tôi đến được một lúc rồi. Nghe Quỳnh Trang nói ông đang hồi âm khí ở dưới nên không có hỏi. Bà ta chuyển từ trạng thái hoang mang sang xúc động, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt khốn khổ.
dù trước đó vừa tươi tỉnh được đôi chút. Tôi với Quỳnh Trang và Vô Lượng vẫn nín thở theo từng cử chỉ hành động. Hắn là bạn, bạn của chồng tôi. Hả? Bạn, bạn của chồng cô sao? Đúng, đúng vậy. Mấy năm trước, ông Nhật chồng tôi có tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tennis thì quen được hắn, là lái xe của ông sếp, cũng hay đánh ở câu lạc bộ đó. Cả hai không biết sao thân thiết với nhau, rồi chồng dẫn hắn về nhà chơi. Lúc đó hai vợ chồng đã cơm không lành, canh không ngọt. Hắn lần là nói chuyện, tôi thì dễ xiên lòng, lại là người lịch thiệp, điển trai nên... Cả hai đã lén lút sau đó đúng không? Đúng, đúng vậy. Tôi và hắn lén lút được một thời gian thì hắn khoe có biết một miếng đất nằm vị trí đẹp, giá cả lại phải chăng, muốn tôi mua để có nơi gần gũi nhau cho bí mật. Lúc đó công việc làm ăn cũng khấm khá, tài khoản riêng dư giả, chưa kể bên nhà mẹ ruột còn cho ít vốn. Tôi nghe xui xui nên cuối cùng góp chung, vừa mua đất vừa xây nhà. Hắn nắm toàn quyền, kể cả sổ đỏ cũng đứng tên, vì lý do tôi sợ chồng tôi phát hiện. Cũng vì lý do đó mà cả hai đã dắt nhau lên thành phố nhờ công chứng cho một bản đồng sở hữu nhà đất có tên tôi. Tôi phô tô thêm một bản, trong két sắt có một ngăn sát đáy. Tôi tận dụng nhét bản chính vào trong và lấy tiền phù lên ngoài, sợ để trong tủ chồng sẽ dễ phát hiện. Vì dù gì tiền trong két là tiền tiết kiệm và ít khi động chạm tới. Trong thời gian cô quen Trần Minh có hay đến nhà chơi không? Cũng thỉnh thoảng, vì trước đây vốn dĩ vẫn vậy. Bề ngoài thì tôi với hắn vẫn đóng giả như bạn xã giao, chồng không hề biết chuyện này. Vậy cô biết tại sao hắn lại muốn giết cô không? Không, không, tôi không biết. Tôi căm thù hắn. Trước cái ngày đó hắn vẫn còn nói yêu tôi, vẫn còn mặn nồng với tôi. Đêm đó hắn biết chồng tôi đi công tác nên đòi tới, nhưng sợ hàng xóm dị nghị, tôi nhắn qua nửa đêm rồi hắn sang. Không ngờ lúc vào trong thấy tôi mở két để lấy tiền, hắn có hỏi sơ qua tờ giấy công chứng và tôi cũng có chỉ cho hắn. Ai ngờ... Tôi nghĩ không phải có mỗi mình hắn muốn giết cô đâu. Chương 148. Từ những lời tường thuật của vong hồn bà Hương Liên đến câu nói miếng đất này lúc mua tao không nghĩ xây nhà lên lại đẹp như vậy của ông Nhật, chồng bà Liên, tự dưng tôi lại có một thuyết âm mưu vô cùng kinh điển và khó lường. Lúc nãy Sơn nói vậy nghĩa là đã đoán được hung thủ rồi hả? Không, Sơn chưa chắc chắn điều gì. Nhưng Quỳnh Trang còn nhớ câu nói của ông chồng lúc ở nhà Trần Minh không? Miếng đất này lúc mua tao không nghĩ xây nhà lên lại đẹp như vậy. Đối chiếu với lời khai của vong linh lồng ghép vào nhau thì xuất hiện một vết gợn. Ông Nhật với Trần Minh là bạn của nhau, Trần Minh với bà Liên mèo mã gà đồng, Trần Minh làm lái xe cho sếp, khả năng sở hữu nhiều tiền mặt là không cao, trừ khi vay mượn hoặc gì gì đó, chứ không hoàn toàn là tự thân. Lời nói của ông Nhật lúc đó, mình có thể hiểu rằng ông từng sở hữu miếng đất. Từ đó, tự nhiên, Sơn có thuyết âm mưu. Ông Nhật sở hữu miếng đất đó trước khi bán lại cho Trần Minh. Trần Minh sau đó thỏa thuận với nhân tình của mình là bà Hương Liên, chung vốn mua lại, nhưng không biết bằng cách nào đó đã giấu được thông tin người chủ sở hữu cũ. Đương nhiên, có thể đây là quỹ đen của ông Nhật, là tài sản riêng của ông ấy mà bà Liên không hề biết. Chứ nếu không, chỉ cần nhìn địa thế là phát giác ra ngay. Thuyết âm mưu ở đây, Sơn nghĩ rằng có hai trường hợp. Một, ông Nhật bán miếng đất không hề có chủ đích xấu xa, còn Trần Minh mua xong nhờ ai đứng tên hộ, sau đó đường mật với bà Liên, hòng dụ bà ta góp một nửa, lấy lòng tin bằng tờ giấy công chứng đồng chủ sở hữu, dù sổ đỏ hắn ta nắm giữ. Tiếp theo, âm mưu muốn chiếm toàn bộ miếng đất đã làm hắn nảy sinh ý định giết người sau khi nghe bà Liên chỉ chỗ cất tờ giấy công chứng đó. Người đã chết, giấy tờ không có, hắn toàn quyền sở hữu miếng đất hợp pháp. Trường hợp thứ hai, kinh điển hơn nhiều. Ông chồng sắp đặt mọi thứ từ A tới Z, tức là cố tình dẫn Trần Minh về nhà chơi, tán tỉnh vợ mình trong thời gian hai người lục đục. Có thể ông ta đã nắm rõ tài sản riêng của vợ, nên sau khi thông đồng, ông ta nhờ người khác đứng tên cho miếng đất của mình, rồi lên kế hoạch cho Trần Minh thuyết phục bà Liên góp vốn.
Số tiền mà Trần Minh bỏ ra để tạo niềm tin cho bà Liên cũng có thể là của ông Nhật cho mượn. Sau khi mọi thủ tục được hoàn tất, hắn theo lệnh của ông Nhật tìm cách chiếm đoạt tờ giấy công chứng đó để hủy bỏ và giết người diệt khẩu, sau cùng trả lại miếng đất cho ông Nhật. Còn mình nhận được một khoản kha khá trong số tiền mà bà Hương Liên góp vào để mua đất, vẹn cả ba đường, lại không có kẻ hở. Chuyện bả cặp bồ không ai hay biết. Ông Nhật đêm đó dù vô tình hay cố ý đi công tác cũng đã có bằng chứng ngoại phạm. Nhân chứng quan trọng nhất là bà Liên thì đã bị diệt khẩu. Chỉ cần không có đơn khiếu nại yêu cầu truy lùng hung thủ từ ông Nhật thì vụ án coi như khép lại. Khi trong căn phòng không có bất cứ dấu vết gì ngoài lời khai mất hết toàn bộ tiền trong két. Lúc nãy Trang thấy Trần Minh chỉ lấy một ít thôi đúng không? Đúng vậy, chắc chỉ vài tờ à. Đó có thể cũng là chủ đích của ông Nhật, hòng đảm bảo hơn nữa sự ngoại phạm của mình, giết người, cướp của chẳng hạn, hoặc vợ buồn chuyện gia đình tự tử. Qua lời tự sự của ông chồng thì làm sao xác thực được đúng sai? Mọi thứ gần như là không có kẽ hở. Vậy bây giờ phải làm sao nữa Sơn? Chúng ta không thể dùng những lời lẽ vừa được bà Hương Liên kể lại đến tố tụng với cơ quan chức năng, càng không thể mời họ đến gặp trực tiếp vong hồn bà ấy để đối chất. Nghe hơi buồn cười đúng không? Trong chuyện này chỉ có một thứ sẽ gỡ hết được toàn bộ nút thắt, đó chính là bản công chứng nhà đất photo của bà Hương Liên. Chỉ cần có nó, cơ quan chức năng sẽ có thêm một cái tên để nghi ngờ và khoanh vùng, đặt tiền đề để tái khởi động lại hồ sơ điều tra vụ án. Nhưng một tờ giấy photo thì làm sao họ tin được? Trang thấy không có tin tưởng ấy. Sơn là một kẻ ngoại đạo, tự dưng sở hữu lá bùa của tông môn thầy Huyền Vũ. Nếu Trang bắt gặp, Trang có đánh dấu hỏi không? À, thì ra là vậy, Trang hiểu rồi. Sơn nhờ Trang một chuyện, từ đây đến 49 ngày, có bữa nào qua làm tuần nữa không Trang? Theo thông lệ thì những gia đình có điều kiện, người ta sẽ cúng theo tuần đầy đủ cho đến 49 ngày. Nhưng qua xét theo thời gian vừa qua, vong linh đi chịu ải đã là 21 ngày rồi, mà bên phía gia đình không thấy ai mời thầy sang cả. Trang nghĩ chắc họ để dành tới 49 ngày luôn. 49 ngày là phải bắt buộc rồi. Đợi đến đó, Sơn sợ thời gian quá lâu sẽ làm lắng xuống sự việc. Chưa kể là không may tờ giấy công chứng photo đó bị chồng bả phát hiện và hủy hoại. À đúng rồi, có cách này không biết khả thi không? Sợ trái đạo lý vô lượng sẽ không làm được. Tôi sẽ nhờ vô lượng ẩn thân vào trong nhà, tìm cách xáo trộn bàn thờ bà Hương Liên, tạo cảm giác hoang mang về tâm linh cho ông chồng. Từ đó chắc chắn sẽ tìm đến thầy hoặc ai khác nhờ chỉ điểm, diễn giải. Chuyện này chắc là Trang phải hỏi thầy chứ không dám tự làm. Vô lượng cũng không dám tự ý làm việc này đâu Sơn. Nhưng nếu có tác động cũng chỉ khiến cho bát nhang bùng cháy hay gì đó, chứ không tác động trực tiếp lên đồ lễ hay xáo trộn bàn cúng được. Vậy thì phải nhờ Quỳnh Trang rồi. Bây giờ Trang về hỏi xem tờ giấy photo còn lại đó bà ta cất ở đâu. Tiếp theo xin thầy cho vô lượng làm việc bất đắc dĩ. Nếu bên phía gia đình có ai đến xin chỉ dẫn thì bằng cách nào đó thuyết phục họ cho mình đến bài lễ cúng. Việc đột nhập truy tìm bằng chứng sẽ do Sơn hoặc Trang đảm nhận. Trang hiểu rồi. Trang không chắc chắn điều gì nhưng Trang sẽ làm thử. Việc thuyết phục họ làm lễ sẽ không khó đâu. Chương 149. Chạy xe về nhà mà trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng là mấu chốt của vụ án đã dần dần được lộ ra. Tuy nhiên lo chính là khi nãy ở quán trà sữa, Quỳnh Trang có đề cập đến việc mà tôi nhờ vô lượng phải thông qua sự cho phép của thầy Huyền Vũ. Còn chưa kể, dù thầy có chấp thuận đi chăng nữa, kế hoạch cũng mới thành công được một nửa. Việc đến cúng lễ và lựa thời cơ đột nhập để tìm kiếm tờ giấy công chứng photo không hề đơn giản một chút nào. Nếu không muốn nói là quá nhiều rủi ro, mà phần thiệt thòi đang nghiêng hẳn về phía bọn tôi. Tưởng đâu đã mở ra được một hướng đi mới, nhưng không ngờ kéo theo là những thử thách phức tạp hơn. Bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ mà thôi. Suy đi nghĩ lại, hành động của bà Hương Liên và cả ông chồng đều không đúng với đạo nghĩa vợ chồng. Khi mỗi người đều giữ bí mật riêng, để rồi đẩy đối phương vào những tình thế khác nhau. Tuy nhiên, giết người thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Còn những gì lầm lỗi, ân oán, hãy cứ để mỗi tâm trí tự dằn vặt. Alo, Sơn ơi, hơi khó khăn chút rồi. Sao vậy Quỳnh Trang? Nói rõ cho Sơn nghe đi. Lúc nãy Trang hỏi
Vong Linh nói rằng tờ giấy công chứng photo đó đang ở trong một cái ví cầm tay màu xanh ngọc, để trong ngăn cuối cùng, nhưng cái tủ đó lại ở nhà của Trần Minh. Có chắc chắn không Trang? Hỏi kỹ bà ta lại thử xem sao. Chắc chắn mà, vì Vong Linh nói để tủ phòng hờ chia ra hai nơi, lỡ không may mất cái này còn cái kia. Được, được, hay lắm Trang ơi. Vụ này kết thúc với Sơn rồi. Hả? Nhưng Trang tưởng ở nhà cô ấy sẽ dễ tìm kiếm hơn. Không, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Cảm ơn Trang rất nhiều. Trang lo cho vong hồn bà Hương Liên đi, mọi việc còn lại để Sơn. Lần này Sơn sẽ chơi một canh bạc tất tay. À quên, đánh bạc là phạm pháp. Sơn sẽ chơi trò tâm lý chiến cảnh sát và tội phạm. Tưởng như mọi việc sẽ rẽ sang hướng khác, thì Quỳnh Trang đã vô tình chỉ ra một con đường tắt dẫn đến nút thắt cuối cùng của vụ án, nơi mà ảo thuật gia Trần Minh đang giấu một con cáo và một con thỏ trong chiếc mũ kỳ diệu của mình. Nhưng hắn quên mất rằng, dù có lấy ra bao nhiêu con vật đi chăng nữa, thì chỉ cần chiếc mũ đó lộ ra sơ hở, màn trình diễn sẽ lập tức kết thúc. Thành thật chia buồn vì bên trong còn sót lại một con thỏ. Mày muốn dùng tâm lý chiến để vạch trần tên Trần Minh đó đúng không? Đúng vậy, mày thấy cách đó ổn không Đạt? Ngày sáng hôm sau, tôi nhắn tin cho tất cả mọi người tập trung ra quán cà phê gần nhà thầy để bàn chuyện. Chặng cuối cùng này phải có sự giúp sức của tụi nó thì mới trọn vẹn và trơn tru được. Nghe thuật lại từ đầu đến cuối, ai nấy cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên. Riêng Giang với bé Hiền khi nhắc đến cớ sự của bà Hương Liên có vẻ rất tức tối. Nhưng nếu hắn có tâm lý sợ hãi đi chăng nữa, làm sao để cơ quan chức năng tin? Thời đại công nghệ số mà Đạt, tao hiểu ý của thằng Sơn. Nhưng mà Sơn này, đem bằng chứng lên cho công an, công an sẽ làm việc như thế nào rồi để lôi đầu hung thủ ra pháp luật? Chúng ta không đưa bằng chứng mà sẽ đưa trực tiếp kết quả đến cơ quan chức năng. Tao hiểu rồi, vậy khi nào thực hiện đây? Vào một buổi tối đẹp trời nào đó, Sơn nhờ Giang với bé Hiền một việc được không? Mọi người đi nước bước, coi như đã được sắp xếp ổn thỏa. Thiên thời địa lợi, giờ chỉ cần nhân hòa nữa là tháo bung nút thắt cuối cùng. Hy vọng sẽ trơn tru như những gì tôi mong muốn. Theo kế hoạch, Giang và bé Hiền sẽ đóng vai trò chim mồi, liên tục xuất hiện trước cổng nhà Trần Minh. Không cần biết giờ giấc, không cần biết hành tung, chỉ xuất hiện để gây hoang mang cho kẻ đang che giấu tội ác. Khi đối tượng ra mặt, sẽ phủ đầu đòn tâm lý bằng những cuộc hội thoại có liên quan đến cái chết của bà Hương Liên về căn nhà số 4 Văn Tiến Dũng. Và đương nhiên, chính là hai giấy công chứng, một chính một photo có tên sở hữu của bà Hương Liên. Giang và bé Hiền sẽ bật sẵn thu âm, còn tôi, Kha và Đạt sẽ hỗ trợ từ xa, đồng thời quay lại toàn bộ diễn biến sự việc. Phương án này thực chất năm ăn năm thua, nhưng lại khả dĩ nhất trong thời điểm gấp rút. Vì nếu để lâu, không sớm thì muộn, tờ giấy photo đó cũng sẽ bị phát hiện và hủy hoại. Bằng chứng duy nhất còn sót lại coi như tan tành mây khói. Anh nghe đây bé Hiền, em vừa nghĩ ra ý này, anh coi ổn không? Tại sao không dẫn cả hai con hổ về cùng một hang? Ý em là nghi ngờ lẫn nhau rồi cùng ôm nỗi sợ hãi. Anh hiểu rồi, vậy em phổ biến lại cho mọi người ở bên đó giúp anh. Tối mai tụi mình hành động. Em và Đạt, Kha lo ở chỗ nhà bà Hương Liên, còn Trần Minh để anh lo. Sao không phải là em với anh? Em đùa đó. Một lần nữa tôi lại phục trí thông minh và sự lém lĩnh của con bé Hiền. Tính ra đó giờ quen biết được ba nhỏ con gái mang tính cách vô cùng khác biệt. Giang thì lạnh lùng, quyết đoán nhưng hơi ương bướng cứng đầu. Bé Hiền lại thông minh lém lĩnh nhưng tính cách vẫn còn rất trẻ con, lại hay bày trò. Riêng Quỳnh Trang là cô bé nhu mì hiền lành và điềm đạm nhất, lúc nào cũng nhẹ nhàng trong lời nói và hành động. À, và cả ngoại hình nữa. Chẳng bù cho con bé Ngọc, bạn thân của tôi, nhắc đến lại nổi da gà. Mọi người theo kế hoạch mà làm nhé, tuyệt đối không được manh động hay đôi co bất cứ chuyện gì. Thứ mình cần chính là nỗi sợ hãi và lời thừa nhận cùng thái độ hoảng loạn của mỗi đối tượng mà thôi. Lên đường nào. Chương 150. Tôi chạy xe qua đón nhỏ, vừa dừng trước cổng suýt nữa ngã ngửa ra sau. Trước mặt là một cô bé để tóc buộc nửa đầu, môi tô son nhẹ, lại mang một chiếc đầm body gợi cảm. Ánh mắt thực sự không thể rời khỏi vẻ cuốn hút đó.
bọn bồ hóng bay trên đầu đã tạo thành vòng tròn như vòng trấn yểm, nhưng tôi cũng không thèm đuổi đi. Chị ơi, cho em hỏi có Giang ở nhà không? Đâu? Sao chị đánh em? Bộ Giang mặc vậy già lắm hay sao? Chị là Giang đó hả? Ờ, ai hách chứng minh nhân dân của Giang rồi, trả lại cho Giang đi. Đâu? Khó chịu muốn chết đi, nhưng mà phải ráng. Sơn thấy nữ tính mà, đổi phong cách này được nè. Mà sao đi điều tra lại mang đồ này chi cho cực? Tưởng Giang thích mang lắm sao? Tại mỹ nhân kế đúng không? Gây sao nhãn cho tên đó chứ gì. Đầy biết thừa, nhưng xinh thật mà. Lâu lắm mới thấy Giang cười. Dẹp, đi nhanh không trễ rồi. Hôm nay lại còn tặng tôi một nụ cười mỉm nữa. Nhưng đúng là suy nghĩ thấu đáo thật. Cách này cũng hay, lỡ đâu không bắt được thóp cũng làm hắn chú ý, dễ tiếp cận hơn. Nói chung càng tiếp xúc gần càng dễ chơi chiêu tâm lý, càng dễ vạch trần. 7:30, tôi với Giang có mặt ở nhà số 4 đường Văn Tiến Dũng. Cổng đã khóa ngoài, đèn bên trong đã tắt tối om. Chắc hắn đi làm hay đi ăn chơi bay nhảy rồi đây. Vừa vớ được một món hời đắt giá như vậy mà. Giang lãng vãng ở đây được không? Sao nhìn giống... Thôi thôi, đừng có liên tưởng bậy bạ. Sơn tìm chỗ nấp đây, biết đâu bất thình lình hắn xuất hiện, còn có thời gian chuẩn bị. Tôi đưa xe cho Giang ngồi đỡ mỏi chân, còn mình lẻn ra con hẻm hôm bữa, sẵn tiện nhắn tin thông báo cho Quỳnh Trang một tiếng. Vì để đi đến chặng cuối này có sự góp công không nhỏ đến từ thuật hồi dương quan vô cùng kỳ lạ nhưng hữu dụng đến ngờ. Thậm chí có thời điểm tôi còn bán tính bán nghi. Sơn có cần Vô Lượng trợ giúp không? Bây giờ thì chưa đâu, nhưng có gì Sơn sẽ gọi lại cho Trang nhé. Tự nhiên Trang thấy sốt ruột quá, mọi người nhớ phải cẩn thận đó. Cảm ơn Trang nhé. Nãy giờ vẫn chưa thấy hồi âm từ bên phía bé Hiền với thằng Kha và thằng Đạt. Xét mốc thời gian lúc nãy, chắc cả ba đã đến nhà bà Hương Liên từ lâu rồi. Hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Giang đang ngồi trên xe bấm điện thoại. Tôi tranh thủ chuyển phím giảm âm lượng thành kích hoạt nhanh máy ảnh để không bỏ lỡ khoảnh khắc đột ngột này. 8:30, đang đùa giỡn với hai con muỗi ở dưới chân thì có một ánh đèn xe chiếu thẳng vào bờ tường con hẻm tôi đang ẩn nấp. Trần Minh mang một bộ vest đen từ từ bước xuống. Ánh nhìn lập tức dán chặt vào thân hình quyến rũ của Giang. Chà chà, quả thật con nhỏ tiên liệu như thần. Nhỏ áp điện thoại lên tai, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Khoảng cách không xa nhưng vì âm thanh quá nhỏ nên không nghe rõ nội dung là gì. Trần Minh đứng ngắm nhìn một lúc, đang tính mở cổng vào nhà thì bất chợt đứng sững lại, quay ngoắt chằm chằm về phía Giang. Ánh mắt đang có sự đâm chiêu không hề nhẹ. Qua khung hàng rào, toàn bộ những cảnh đó đã được lưu giữ bằng camera. Hắn ta tỏ ra khá bất ngờ, xen lẫn hoang mang tột độ qua những biểu cảm trợn mắt và cau mày. Dù tôi không nghe rõ là Giang độc thoại như thế nào, bỏ quên cả việc mở cổng Giang dở, hắn xoay hẳn người, cố tình tiến sát thêm chút nữa, có lẽ muốn nghe xem bên đầu dây bên kia đang nói những gì. Con mồi đã bắt đầu sa chân vào mê cung tâm lý chiến rồi. Hay lắm. Alo, tao nghe đây. Mày chú ý bên đó, hình như ông chồng chuẩn bị sang nhà của Trần Minh. Tao không chắc, nhưng sau khi bọn tao dừng trước cổng để đối thoại, hắn đang ra thắp nhang ngoài sân thì đứng nghe luôn. Giờ thấy dắt xe ra đi đâu rồi. Bây giờ bọn tao đang bám theo đây. Coi chừng có bẫy. Tao hiểu rồi. Hay lắm, không ngờ mọi chuyện lại trơn tru như vậy. Khoan đã, hình như hắn ta đã tiến tới bắt chuyện với Giang. Con nhỏ cũng nhanh chóng làm động tác tắt máy. Ánh mắt tự nhiên đến không thể tin được. Biểu cảm như thể hoàn toàn vô tình khi có người gọi phía sau. Đã vậy còn bén nhẹ tóc qua bên tai. Tôi đang xem cái gì đây trời? Cả hai đứng đối thoại gì đó gần 10 phút thì Trần Minh lấy điện thoại ra. Hình như có ai gọi thì phải. Một thoáng liếc mắt sang nhỏ Giang rồi chậm rãi lùi lại phía sau để nói chuyện. Hắn nói gì vậy Giang? Hắn nói là hắn biết chủ căn nhà này, tỏ bất ngờ khi bà ta chết, rồi còn hỏi Giang là gì nữa, có họ hàng gì với nhà bên kia không. Bắt đầu vào trong rồi đó, cứ tiếp tục đi. Mà sao nay nhìn Giang quyến rũ vậy? Cẩn thận cái miệng. Hắn ta quay trở lại đối thoại gì đó với Giang
rồi lẳng lặng đi ngược lại hướng ngã tư. Hình như đây là chủ đích thì phải. Sau khi giả lả rằng mình là người quen của các bên nên không dám vào nhà để chứng minh cho lời nói khi nãy, tôi đang tính nhắn tin lại cho Giang thì bất thình lình chiếc xe SH của ông Nhật dừng trước cổng, tay cầm điện thoại, mắt không ngừng nhìn vào bên trong, điệu bộ rất hớt hải. Chương 151. Thấy ông Nhật xuất hiện, Giang nhanh chóng quay về vai diễn cũ, trong khi sau lưng ông ta có vẻ đang rất quýnh quán, liên tục bấm chuông nhà Trần Minh, nhưng chủ nhà thì đã đi xuống hướng ngã tư rồi. Điều này chứng tỏ chưa có sự liên kết nhất quán. Xem ra chiêu tâm lý chiến đang hiệu quả hơn bao giờ hết. Alo, tôi liên hệ được với người quen rồi. Giờ anh ta hẹn tôi đến quán cà phê chỗ ngã tư để nói chuyện. Có gì chút về tôi nói sau nhé. Hả? À ừ, nhắn tin cái tên quán qua nhé. Cùng lúc đó, dường như ông Nhật cũng nhận được tin nhắn. Sau khi đọc lướt qua, liền liếc mắt lên nhìn Giang. Trần Minh có lẽ là đã chỉ điểm. Hay lắm, hai hổ vào chung một hang rồi. Giờ là thời khắc để giăng bẫy trước cửa. Đứng sửa soạn thêm 2 phút, như cố tình để ông Nhật xác minh, Giang bắt đầu quay xe đi chậm chậm. Nhưng toàn bộ những hành động đó đều lọt vào camera. Nhưng dường như tôi không còn nhận ra cô bạn lạnh lùng, cá tính và hơi nam tính của mình nữa. Một hình ảnh hoàn toàn quyến rũ, cuốn hút đến chết người. Cá là khi biết tuổi thật, chắc mấy anh thanh niên lại ngã ngửa ra. Nam mô, nam mô, ba hồn bảy vía anh Sơn hiện về, nam mô, nam mô. Ờ hả? Ủa, bé Hiền, tụi mày qua hồi nào vậy? Ở sau lưng mày nãy giờ mà mày chăm chăm vào điện thoại. Giang, nay xinh quá đạt nhỉ? Tao không ngờ bình thường nam tính vậy mà. Ừ, tập trung vào việc chính đi. Có địa chỉ chưa Sơn? Cà phê Mộc Miên đối diện ngã tư. Đây, lên đường. Bà đứa nó xuất hiện từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Đâm ra toàn bộ hành động ngẩn người khi nãy đã không thoát khỏi 6 con mắt. Tuy nhiên thằng Đạt có vẻ đón nhận một cách không thoải mái lắm. Nhưng thôi, là cảm xúc nên cứ để tự xuôi dòng. Bây giờ là vì đại cuộc chung. Nhận được tin nhắn của Giang, cả bốn lập tức lên đường. Đến quán đã thấy xe ông Nhật và xe của Giang ở trước. Không gian vườn như này biết ngồi ở đâu mà tiếp cận. Cứ giữ bộ mặt lấm la lấm lét, thăm dò xung quanh thì sẽ lộ ngay. Đến thì lên tầng 2, ngồi bàn số 28, Giang ngồi ngoài cửa sổ. Giang quả thực rất tinh ý và thông minh. Càng dấn thân vào công việc mới cảm nhận được sự tâm huyết và tỉ mỉ của con nhỏ. Theo lối cầu thang, cả đám chọn đúng bàn số 28 nằm sát trong vách tường. Góc đủ rộng để nhìn ra hướng cửa sổ ngoài ban công, nơi Giang đang nhìn ông Nhật và Trần Minh với ánh mắt rất gợi cảm. Không nghe ngóng được gì hết, giờ sao đây? Tao nghĩ Giang đã có phương án để thu âm hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Tụi mình ngồi đây chỉ đóng vai trò hỗ trợ, đề phòng bất trắc hay hai tên kia giở trò thôi. Ừ, mày nói cũng đúng đó Kha. Tự nhiên giờ tao thấy run quá, không biết thành công không đây. Thành hay không, việc này mình không quyết định được. Sắp tới sẽ có cuộc đụng độ đây. Ý mày là sao Đạt? Nếu đúng trình tự, bây giờ hai tên kia muốn khai thác mọi thông tin từ Giang trước khi kiểm chứng đúng sai, rồi sau đó lên kế hoạch bịt đầu mối. Cách này của Giang cũng khá là hay. Nếu có cuộc gặp gỡ tiếp theo thì coi như toàn bộ thông tin mà vong hồn bà Hương Liên cung cấp là chuẩn xác và hai tên kia đã chính thức sập bẫy. Toàn bộ hành động kế tiếp sẽ là bằng chứng tố cáo trước tòa. Nhưng mình kiểm soát được hay không? Đúng vậy, tao đang lo cái đó đó Sơn. Chị Giang ra kia kìa, mọi người đừng nhìn. Một lần nữa tôi ngỡ ngàng trước khả năng nhập vai của Giang. Nhỏ lướt qua cả đám như những người xa lạ, vừa đi vừa cố ưỡng ngực như tạo điểm nhấn nữa. Thằng Kha đúng mê gái danh bất hư truyền, càng tiếp xúc lâu càng lộ cái máu dê. Nhìn không chớp mắt, hai quả khế lên xuống cổ liên tục. 15 phút nữa mọi người có mặt ở nhà thầy nhé. Giang vừa khuất bóng chỗ cầu thang thì có tin nhắn gửi tới. Không biết cả ba đã nói gì với nhau, nhưng thú thật ruột gan giờ nóng như lửa đốt, hồi hộp muốn vỡ lồng ngực. Kha, mày nhìn xem có ai đi theo không? Bé Hiền vào trong trước đi. Sợ hai tên kia tương kế tự kế, bọn tôi phải thăm dò thật kỹ trước khi quẹo vào nhà thầy, nơi Giang đã đợi sẵn ngoài cổng.
Giang có sao không? Không, ý Sơn là sao? Bộ Giang mặc như vậy là bị gì à? Không phải mà, ý hỏi có sao mà thôi. Tình hình thế nào rồi? Đạt với Kha đang vào đó, nãy giờ ở ngoài, coi hai người đó có theo sau không. Đây, mọi người nghe đi, tối mai có chuyện làm rồi đó. Trong cuộc hội thoại, Giang tự xưng là người em thân thiết của bà Hương Liên. Những ngày cuối đời, bà ta hay tâm sự về một người tên Trần Minh. Nhưng nhỏ biết chồng bá tên Nhật nên dấy lên nghi ngờ, muốn tìm hiểu xem Trần Minh là ai, có liên quan đến cái chết của chị mình hay không. Tuy nhiên, dò la tìm được đến đúng địa chỉ thì gia chủ đi vắng. Thật ra, Trần Minh đã phủ nhận và bẻ lái sang hướng khác, tự xưng là mình là bạn của ông Nhật. Giờ vô tình nghe được cũng tức giận không kém, muốn cùng tìm ra hung thủ nên đã gọi ông Nhật đến. Cả ba sang quán cà phê. Lúc này Giang đã đánh phủ đầu bằng việc nhắc đến tờ giấy công chứng đất ở có tên bà Hương Liên. Ông Nhật liền vờ như không biết, còn Trần Minh thì khá sững sờ nhưng nhanh chóng hòa vào câu chuyện bằng sự ngạc nhiên. Cả hai hẹn Giang tối mai sẽ cùng đến nhà Trần Minh một lần nữa, bốn mặt một lời đối chất. Đương nhiên không ai lạy ông tôi ở bụi này. Vậy giờ mọi người tính sao đây? Hắn đang giữ tờ công chứng bản gốc, có thể cũng đã thủ tiêu, nhưng chắc chắn không ngờ bản photo còn ở trong nhà. Chuyến này Giang phải mạo hiểm một chút rồi. Bọn mình sẽ hỗ trợ phía sau, cho dù hắn và ông Nhật có phủ nhận hay công nhận bất cứ điều gì đi nữa, tờ giấy photo đó sẽ là bằng chứng cuối cùng. Hy vọng sau vụ này chúng ta sẽ được lên vì an ninh tổ quốc. Ừ, nhưng đừng đứng cầm bản số là được. Chương 152. Xem ra mọi việc đang hết sức thuận lợi, chỉ là tôi thấy nó quá yên ắng nên vẫn có chút dè chừng. Không biết bây giờ ông Nhật và Trần Minh đang tính toán điều gì? Chẳng lẽ muốn giết Giang để diệt khẩu sao? Không đúng, làm vậy là quá nguy hiểm. Chưa kể động cơ sẽ dễ bị lộ, bằng chứng thì gần như đã đủ, chỉ cần một lời thú nhận từ một trong hai là kết tội mà thôi. Đã đi đến chặng cuối này rồi, không thể vì vài ba điều lăng tăng mà gián đoạn được. Thành hay bại, trắng hay đen, tối mai sẽ rõ. 8 giờ tối Giang sẽ xuất phát, điểm hẹn là đường 3 tháng 2. Lúc nãy ông Nhật có gọi nói là đến đó có người quen của ổng sẽ đi cùng. Có vẻ là Giang bẫy. Mày có ý gì không Đạt? Núp lùm, đánh du kích thôi. Ý mày là đến địa điểm đó trước, tìm chỗ ẩn nấp chờ thời cơ. Đúng vậy, tụi mình sẽ chia ra làm hai nhóm, tùy cơ ứng biến với điểm hẹn có thể thay đổi của đối tượng. Mọi người thấy thế nào? Làm theo ý mày đi. Vậy tao với... Với em đi anh Sơn, để anh Đạt với anh Kha một nhóm. À ừ, cũng được. Mọi người nhớ quay video và ghi lại nếu có thể nhé. Bây giờ về đi học, tối xuất phát. Ngồi trên lớp mà tâm trí cứ hướng về cuộc hẹn tối nay. Mà quên nữa, dù gì thì gì cũng nhắn tin báo Trang một tiếng. Không nhờ sự giúp đỡ cũng như thuật hồi dương quan kỳ lạ đó thì không thể đi một chặng đường dài đến tận đây được. Sau chuyện này tôi sẽ tìm cách lôi kéo nhỏ về với nhóm. Sau này lúc hay sự với pháp thuật đó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Vậy mọi người phải cẩn thận đó. Trang nghĩ hai người đó có bày mưu tính kế sẵn để hại bạn Giang. Bọn mình đã có kế hoạch ứng phó rồi. À xong việc, Sơn có nhiều chuyện muốn hỏi Trang lắm, đừng từ chối nhé. Ừ, đợi tin tốt từ mọi người nhé. 7 giờ tối, tranh thủ ăn nhẹ một chút. Hôm nay ai cũng cúp giờ học thêm vì không còn tâm trạng nào để thả hồn theo con chữ nữa. Thay bộ đồ đen từ đầu đến chân, ầm ù đến nỗi vừa ra khỏi cổng chạm mặt chị Mai đang quét sân, làm bà giật cả mình, cười méo xệch. Lâu lắm rồi mới đội lại mũ lưỡi trai, công nhận ngứa đầu thật. Trời nửa hè nửa thu, cầu bay như tuyết, giờ ủ bằng mồ hôi thì còn gì khắm hơn. Anh Sơn ăn cơm chưa? Chưa, anh mới ăn cái bánh ngọt thôi. Anh gặm bánh mì que này, em mới mua đó. Anh Đạt với anh Kha đang thay đồ rồi. Anh thấy tình hình tối nay thành công không? Chắc chắn là thành công. Cho anh miếng. À bé Hiền, vào nhà lấy anh ly nước đá luôn đi. Ăn bánh mì không có nước chịu gì nổi. Đúng là cái bánh ngọt không ăn thua. May mà con nhỏ cho ổ bánh mì cứu sinh, chứ đang theo dõi mà bụng sôi lên chỉ có nước ăn cám. Hôm nay bé Hiền cũng làm nguyên một cây đen, buộc tóc đuôi gà, đội nón lưỡi trai, trông cũng rất cá tính, y hệt lần đầu tôi với Giang đụng độ con nhỏ.
đường 3 tháng 2 nằm phía sau khu chung cư cũ kỹ nhìn ra bờ sông. Đoạn này ban đêm rất ít người qua lại. Có lẽ vì vậy mà hai người kia cố tình hẹn Giang ra đây, coi như đã có sẵn sự tính toán không mấy thiện chí. Tao với Kha sẽ lên đoạn trên, mày với bé Hiền ở đây cho tiện. Có gì liên lạc qua tin nhắn, kiếm chỗ giấu xe cho thiệt kỹ đi. Phía trước có một con hẻm với mấy bụi rậm ven đường, tìm chỗ nào lý tưởng rồi ẩn nấp chờ thời cơ thôi. Đoạn này không có điện đường, tao nghi đây chính là địa điểm hắn hẹn Giang, bằng mọi giá không được để Giang bị thương. Đi thôi. Thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi và thằng Kha, cũng như điệu cười mỉm của bé Hiền, thằng Đạt mới giật mình, nhận ra mình hớ, liền vội quay xe phóng đi. Đạt, con tao. Sao không chịu leo lên mày? Giờ tao leo đây. Tôi với bé Hiền chỉ biết nhìn nhau cười trước bộ điệu như gà mắc tóc của thằng Đạt. Lâu lắm rồi mới thấy nó bột chột và sơ hở trong lời nói, hành động như vậy. Yêu vào là luống cuống ngay. Đó, anh thấy chưa? Thấy rồi. Giờ anh tính sao? Anh không có thẩm quyền để tính toán giúp thằng Đạt. Vậy còn chị Giang? Cũng vậy. Không biết từ lúc nào mà tôi trở nên cứng rắn trong chuyện này như vậy. Tuy nhiên, suy cho cùng, có liên quan gì đến đâu. Cảm xúc là thứ khó nắm bắt. Nếu người ta đã chọn lựa thì bổn phận của mình là tôn trọng, cao thượng hơn một chút thì chúc hẳn câu hạnh phúc cho xịn sò. 8 giờ hơn rồi, chưa thấy đâu nữa. Không biết địa điểm có thay đổi không, chưa thấy Giang nhắn tin lại. Đừng nhắn tin cho chị ấy, có thể làm lộ chuyện đó anh. Cứ đợi chút nữa đã. Em nghĩ là không phải thay đổi địa điểm đâu, mà là khung giờ thì đúng hơn. Cũng đinh ninh là vậy. Hai đứa ngồi đợi thêm gần nửa tiếng, vẫn không thấy Giang đâu. Sự nhẫn nại đang dần cạn kiệt, thay vào đó là ruột gan nóng như lửa đốt. Thằng Đạt có nhắn tin qua báo cũng chưa thấy ai. Anh nhìn kia, cúi đầu xuống. Chương 153. Hai ánh đèn xe máy chiếu sát đến chỗ bụi cây, tôi với Hiền đang nấp. Chiếc xe SH không lẫn vào đâu được. Ông Nhật đang chở Trần Minh dừng lại trước cổng phụ của chung cư, theo sau chính là Giang. Hôm nay con nhỏ còn bốc lửa hơn, với chiếc áo trễ vai cùng quần đùi bó sát để lộ cặp chân dài thon thả. Nếu hiểu theo hướng thực dụng, nhỏ cố tình vậy để lỡ có đụng độ khi ra đòn sẽ thanh thoát hơn. Em đứng đây đợi bọn anh. Anh lên trên lấy đồ rồi xuống đi ngay. Dạ. Trần Minh chỉ tay về phía chung cư, chứng tỏ hắn ta đã chuẩn bị sẵn. Chắc chắn bây giờ vẫn đang vào vai người quen của ông Nhật, nhà ở chung cư, giờ về đây như một lời khẳng định để xác thực thân phận. Cái dốt của hắn chính là tại sao không đường hoàng đi cổng chính mà bắt Giang đợi ở đoạn tối om như vậy. Chẳng may không nắm thế chủ động từ trước, ắt hẳn với người thông minh như Giang cũng sẽ sớm nhận ra có vấn đề mà thôi. Mọi người đâu rồi? Đang ở gần Giang đây, nhưng có gì thay đổi hả? Ông Nhật nói đã hẹn gặp được Trần Minh, nhưng vì Trần Minh thật quên đồ ở chung cư mới dẫn Giang về đây. Mà mọi người đâu rồi? Đang ẩn nấp ở gần Giang mới chứng kiến được hết chứ. Bây giờ là thời cơ để phủ đầu. Giang cứ nói ụt tẹt ra hết để xem hai người họ phản ứng như thế nào. Giang biết rồi. Vừa dứt lời cũng là lúc tiếng xe máy vang lên. Ánh đèn chiếu qua chỗ Giang đang đứng, hai lọn tóc vương lên gò má chạm qua khóe, trông con nhỏ quyến rũ đến chết người. Cả ba trao đổi gì đó với nhau rất nhỏ rồi lập tức phóng đi. Giang vẫn giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. Có điều hình như nhỏ đang cố chạy chậm hơn để cố tình ra dấu hay thông báo cho bọn tôi. Đối tượng đang di chuyển đến hướng của mày, một xe máy, một xe điện, lựa thời cơ mà bám theo nhé Đạt. Tụi mày bám trước đi, tao với Kha sẽ theo sau, chứ không dễ bị nghi ngờ. Cũng được. Thằng Đạt vẫn cẩn thận như mọi khi, cất máy vào trong túi. Tôi với bé Hiền lập tức đuổi theo khi cái đèn xe của Giang đã mờ dần ở phía trước. Không biết hai thằng kia nấp ở đâu rồi. Chạy được gần 5 phút, cuối cùng cũng theo được dấu. Trần Minh quẹo xe vào con đường dẫn lên cồn cát. Đây là địa điểm du lịch rất nổi tiếng của địa phương. Tuy nhiên vào ban đêm thì hoang vu vắng vẻ và đáng sợ vô cùng. Ý đồ coi như đã rõ. Trẻ vào đây, nhanh lên anh. Bên tay trái là một cái sạp gỗ dựng lên để cho người du lịch thuê ngồi ăn uống. Tập xe vào một góc, tôi với con nhỏ
bắt đầu men theo những cục đá núi khổng lồ. Khi hai chiếc xe phía trước đã hoàn toàn dừng hẳn, Giang rất thông minh khi vẫn bật đèn trước sáng. Các anh dẫn tôi đi đâu vậy? Đi gặp Trần Minh chứ đi đâu? Nãy anh nói em rồi đó. Đâu, anh gọi ông ra đi, tôi phải đòi lại công bằng cho chị Liên. Đây, đang đứng trước mặt em đây. Cô em thấy anh thế nào? Anh là Trần Minh hả? Đúng vậy, cô em còn biết gì nữa nào? Nói anh nghe đi. Tôi muốn gặp Trần Minh thôi. Các anh đã nói rồi mà. Trần Minh đâu, đừng giỡn nữa. Đây, anh đứng trước mặt cô em đây mà. Cô em biết gì về anh nữa nào? Nếu anh là Trần Minh thì thôi đúng rồi. Anh chính là người cấu kết với ông ta để giết hại chị Hương Liên. Căn nhà số 4 Văn Tiến Dũng chính là do anh và chị ta góp tiền mua miếng đất từ ông Nhật. Tôi nói có đúng không? Nói tiếp đi, cô em kể chuyện khó hiểu quá. Cả ông Nhật và Trần Minh vẫn giữ thái độ rất điềm tĩnh, xen lẫn sự khinh khỉnh bất cần. Phía đối diện, Giang lạnh lùng nhìn cả hai chằm chằm, từ từ rút trong người ra một tờ giấy trắng. Ánh đèn xe chỉ đủ sáng mập mờ nên không thể nhìn rõ đó là gì. Trước đây thì anh làm nghề lái xe đúng không? Trong một trận tennis thì quen được với ông Nhật. Anh với chị Hương Liên có gian díu với nhau. Không biết là ông Nhật đây có phát giác hay không, hay chính ông đã đứng sau nữa. Trong tờ giấy công chứng có đứng tên cả anh và chị Hương Liên. Anh có muốn xem không? Đây, tôi đưa cho xem. Đưa đây. Đừng có mơ. Này cô em, anh chỉ coi thử có đúng hay không thôi, chứ chừng đó bằng chứng thì chưa nói lên được điều gì đâu. Câu vừa rồi chẳng khác nào, chính anh đã công nhận là mình có tội trạng rồi. Chừng đó thôi mà nếu như quay lại được hay ghi âm lại đã đủ để đưa anh ra tòa rồi đó. Hả? Cả hai bắt đầu có chút biến sắc. Trần Minh quay lại nhìn ông Nhật một hồi lâu, vẻ sợ hãi đang dần dần hiện ra. Giang đang rất đắc thắng nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng, có chút sắc sảo nơi ánh mắt. Đưa đây. Anh thừa cơ chị Hương Liên không để ý, liền đập vào đầu làm chị ta bất tỉnh, sau đó treo cổ lên làm thành hiện trường một vụ tự tử. Mục tiêu duy nhất chính là tìm tờ giấy công chứng bản gốc được chị Hương Liên giấu dưới ngăn bí mật trong két sắt. Bây giờ thì chắc nó cũng bị tiêu hủy rồi đúng không? Hả? Thì đúng mà, anh đang giữ tờ giấy công chứng đó, làm sao tôi có được. Em đang nói cái gì vậy cô bé? Hả? Tôi nói có đúng không đã chứ? Vậy thì tôi hỏi anh, căn nhà đó có phải anh cùng chị Hương Liên đứng tên đúng không? Không. Việc này công an điều tra không khó, chỉ cần tìm chủ cũ của miếng đất là ra thôi. Em... Vậy tôi hỏi anh có lấy tờ giấy công chứng sở hữu đất bản chính đó không? Không. Không lấy, mắc gì phải sợ. Trong ngăn tủ nhà anh có một cái túi xách màu xanh ngọc. Bên trong cái túi có một tờ công chứng photo mà chị Hương Liên lén lút làm để phòng hờ anh thay lòng đổi dạ. Ủa mà hình như anh quên mất hai câu hỏi căn bản rồi. Anh không thắc mắc tại sao tôi biết mọi chuyện, cũng không phủ nhận sự tồn tại của tờ giấy công chứng đó luôn. Anh thông minh thật, nãy giờ mà có ai ghi âm hay quay clip lại là anh xong rồi. Cô em nói gì nãy giờ anh không hiểu luôn. Vậy anh giải thích sao về chuyện tôi hẹn gặp Trần Minh? Nếu đúng là anh trong sạch thì mắc gì bày mưu tính kế dẫn tôi ra chỗ vắng vẻ này. Anh giải thích được chuyện này tôi sẽ không báo công an đâu. Tao sẽ kiện mày về tội vu khống. Anh Nhật, anh nói gì đi chứ, nó ngậm máu phun người kìa. Alo, không có ai đúng không? Kiểm tra kỹ rồi đúng không? Vào đây, nhanh lên. Chương 154. Hàng loạt những cái bóng đen từ sau những mép đá núi to lớn xuất hiện. Đang mắc bệnh nghề nghiệp nên cứ tưởng là vong hồn nhưng không, là cô hồn thì đúng hơn. Tay nào tay nấy như hộ pháp, bịt kín mặt, cầm gậy gộc xông ra vây lấy chỗ Giang đang đứng. Nhẩm tính thì đúng y chính tên, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử sinh. Khá là phong thủy. Không xong rồi, đã lường trước được sự mai phục, chỉ là không nghĩ quân địch đông như vậy. Anh không sợ tội thêm nặng sao? Đứa nào vả cái miệng nó cho tao, mau lên. Khoan đã, cô bé đưa anh xem tờ giấy đó là gì.
đây là tờ công chứng photo mà tôi đã lấy được từ nhà anh. Đây, muốn thì tôi đưa thôi. Của anh đây. Giang vẫn giữ sự điềm tĩnh đến kinh ngạc, ném tờ giấy qua phía Trần Minh rồi nhoén miệng cười bí ẩn. Dường như mọi sự đã nằm trong dự liệu của nhỏ. Tuy nhiên, cuộc đụng độ tiếp theo đây thì không nói trước được điều gì. Nãy giờ bé Hiền nhắn tin, vẫn chưa thấy hai thằng kia hồi âm. Ruột gan nóng như lửa đốt, tim đập muốn vỡ cả lồng ngực theo từng diễn biến trước mặt. Điện thoại tôi vẫn đang ở chế độ quay phim và đã thu được kha khá cái gọi là bằng chứng rồi. Anh Nhật, là tờ giấy trắng, con nhỏ này mày dám lừa tao? Thì sao nào? Mẹ kiếp, tát chết mẹ nó cho tao. Ai sai mày làm chuyện này? Khoan đã Minh, bữa tao có kể mày nghe đó. Tự dưng ông Nhật ghé tai thì thầm gì đó với Trần Minh. Chưa đầy một phút sau, hắn đã bốc máy gọi cho ai đó với điệu bộ rất đắc thắng. Alo, mày đang ở đâu? Qua nhà tao tìm trong tủ cho ra bằng được cái bóp màu xanh, coi có tờ giấy công chứng gì đó, hủy cho tao mau lên. Anh... Thôi chết rồi. Ha, nào cô em, thấy cái ngu của mình chưa? Giờ thì mày chết mẹ mày với tao. Nhỏ Giang quả thực rất thông minh khi đóng cú chốt hạ này. Toàn bộ lời thừa nhận của Trần Minh đã được thu lại. Giang đã bước xuống xe thủ thế khi một tên lưu manh có ý xông vào, chưa kịp ra ứng cứu. Bất thình lình, từ đằng sau có hai bóng đen ập tới, phủ bóng lên chỗ tôi với bé Hiền đang ngồi. Đại ca, tụi nó có đồng bọn. Tụi mày bước ra đây, mau lên. Không xong rồi, hành tung đã bị bại lộ. Hai tên cao lêu nghêu cầm tuyếp sắt uy hiếp. Bé Hiền khẽ gật đầu ra dấu nghe theo. Bây giờ phản ứng chỉ có thiệt thân, chưa kể Giang còn ở trong vòng vây bên kia. Hai đứa này không phải, còn hai đứa nữa. Đây, đại ca. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên hướng đối diện, thằng Đạt với Kha cũng đang bị áp giải bởi hai tên khác. Thì ra nãy giờ tụi nó nấp bên kia. Kế hoạch bàn bạc kỹ lưỡng đến đâu rồi cũng thua ý trời. Giang chứng kiến từ đầu đến cuối, không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa. Nhỏ nhìn tôi tỏ rõ sự lo âu. Đây, chính là hai đứa này lảng vảng trước nhà tao, nhắc đến vợ tao làm tao phải chạy qua mày hôm bữa đây mình. Tụi nhóc này là ai? Có quan hệ gì với vợ tao? Đây là chuyện của chúng mày sao? Ông độc ác như vậy, lẽ ra nên dùng nước bọt đó để hỏi tội chính mình thì hơn. Ranh con, im miệng. Tôi nói sai hả? Ông bày mưu tính kế với người khác, hãm hại vợ mình, giờ còn ra vẻ vô tội. Anh nhận tội trước pháp luật đi. Đại ca, lúc nãy em có thấy thằng này ngồi quay clip lại. Thì ra tụi mày cũng có chuẩn bị trước, nhưng không qua được mắt tao đâu. Đưa đây, nhanh lên, đưa cái điện thoại đây cho tao. Ông qua đây mà lấy. Mọi người đấu lưng vào nhau, thủ thế nhanh lên. Bên đó gần gấp đôi, mày đừng mạnh miệng vậy chứ Sơn. Cẩn thận. Vừa dứt lời, cả 13 tên côn đồ lao thẳng về phía bọn tôi. Thà đánh tay không, sáp lá cà còn đỡ hơn. Đằng này tên nào cũng cầm gậy gộc tuyếp sắt, cả đám chỉ biết tản ra mà tránh né, lựa thời cơ chống trả. Giang cúi đầu xuống. Sơn có sao không? Không sao, mũi mà. Cẩn thận. Vừa đỡ trọn cái gậy vào lưng, Giang mà không kéo tay tôi ra chắc đã ăn luôn cái tuyếp sắt vào đầu. Bốn thằng đang đuổi theo tôi với Giang như muốn ăn tươi nuốt sống. Phía bên kia ba đứa đối đầu với cả thảy chín thằng. Nếu chơi trò mèo vờn chuột thì bọn tôi sẽ đuối sức mà thua thôi. Đạt, Kha, sau lưng bé Hiền. Tránh ra. Tôi với Giang bay tới, đá thẳng vào ngực hai tên tính đánh lén thằng Kha và bé Hiền. Bị trúng đòn bất ngờ, tụi nó ngã nhào xuống đường, nhưng nhanh chóng bật dậy đuổi tiếp. Chẳng mấy chốc đã vây thành vòng tròn khép kín. Ngày xưa ngẫm lại, mấy thế võ chống dao với gậy gộc tuyếp sắt gần như vô dụng. Chạy được thì chạy cho chắc, chứ không bị phan bể đầu. Lãnh giúp nhỏ Giang một phục vào lưng, mà giờ ngấm đòn đau không thể tả. Mọi người có sao không? Không Đạt, mày có sao không? Khá nữa. Không sao, cảm ơn mày với Giang nhé. Đưa đoạn clip đó cho tao, nhanh lên. Không thì tao mà chết, tụi mày cũng phải chết chung. Ông cấu kết với người khác giết vợ mình, một người mất nhân tính như vậy, bọn tôi không muốn chết cùng đâu, dơ bẩn lắm. Mày có đưa đây không? Ha, thích thì qua đây lấy.
Được lắm, muốn chết thì cho chết luôn, đập chết mẹ hết bọn nó cho tao, móc cho ra bằng được 5 cái điện thoại. Ông cần gọi điện thì tôi cho mượn này.